Vâng, xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Thưa quý vị, đây là chiếc ghế dây trên chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Và đây là một chiếc ghế dây đã được Mộc Nam Huy sử dụng sau thời gian là gần 1 năm quý anh chị nhé. Vâng, thì đây là bộ ghế dây nằm trong cái lô đầu tiên được Mộc Nam Huy sản xuất và phân phối đến khách hàng. Thì hôm nay Mộc Nam Huy xin review lại để xem sau 1 năm cái bộ ghế này, cái ghế dây này nó còn lại những cái gì quý anh chị nhé. Vâng, thì đây là chiếc ghế đã được Mộc Nam Huy dùng rồi và được chuyển từ nhà cũ sang. Nói chung là ngoài các cái vết chày xước tự nhiên thì có thể nói là hầu như tất cả các kết cấu của cái ghế này nó còn giữ nguyên hiện trạng quý anh chị nhé. Đây là mẫu ghế dây được Mộc Nam Huy làm theo tiêu chuẩn là ghế 4 dây đúc quý anh chị nhé. Đấy, đặc điểm của chiếc ghế này đó là cái độ mà chúng ta ngả, quá trình chúng ta ngả và chúng ta ngồi ấy, thì nó rất là êm so với những cái mẫu thông thường. Đấy, và ở đây là sản phẩm được Mộc Nam Huy làm theo cái tiêu chuẩn là tay gối, với các cái phần tay gối được làm rất là dày. Đấy, được lọng rất là dày, rất là to, với cái độ lọng dày lên tới là 5 phân quý chị nhé. Đấy, và cái độ bản rộng của nó ở đây là bản rộng 12, rất là đẹp, đi cùng với các cái bộ nan nhỏ. Quý chị có thể nhìn thấy cái màu sắc của cái sản phẩm này, thì sau 1 năm sử dụng thì cái chất liệu cây thì cái màu sắc của nó đã ngả xuống một chút, đậm một chút, theo hoàn toàn là cái đặc tính tự nhiên của chất liệu gỗ gõ đỏ quý chị nhé. Màu sắc ban đầu của nó thì nó có màu hơi vàng khi chúng ta mới sơn, thế nhưng sau thời gian sử dụng thì nó đã có cái màu nó đỏ đỏ quý chị ạ, đúng theo cái chất cây tự nhiên của nó. Rất là đẹp quý chị nhé. Sau 1 năm sử dụng và đó là chất lượng của nó rất là tốt. Các cái kết cấu xung quanh về cái phần khung này quý anh chị xem này, các cái phần kết cấu phần khung y nguyên như ban đầu, chỉ có khác một chút đó là về một số các cái vấn đề chảy xước trong quá trình sử dụng mà thôi. Rất là đẹp các phần khung kết cấu, rồi các cái phần nan ở đây được Mộc Nam Huy làm các cái phần nan nhỏ quý anh chị nhé. Đấy, các cái phần nan nhỏ rất là đẹp. Và cái phần tó ghế này được Mộc Nam Huy đục tay. Đấy, được qua chi tiết hoa lá tây. Đấy, ở giữa được chi tiết mắt nai rất là đẹp. Đấy, vén cong lọng cong ở cái đầu trên này. Đấy, đặc điểm phải nói là lớn nhất ở trên chiếc ghế dây này thì đó là 4 cái dây đai. Ở đây là 4 chiếc dây đai được làm là 4 chiếc dây đúc. Đấy, bên ngoài quý chị có thể thấy được phủ thêm một lớp nhựa rất là dày. Đấy, rất là đẹp. Đấy, và chắc chắn quý chị nha. Đấy, 4 ghế rất là chắc chắn. Nói là những chiếc ghế này để cho người lớn sử dụng, thế nhưng mà nói thật với quý anh chị là trong quá trình sử dụng ấy, nhiều lúc mà trẻ con á nó trèo lên đây cả 2-3 đứa nó lên vẫn được như quý anh chị nha. Đấy, vẫn rất là thoải mái. Khi mà ngả ra như này thì sẽ có cái chiều dài tối đa là 1m97 quý anh chị nha. Chiều dài 1m97 thì có thể nói là hầu như tất cả mọi người đều có thể nằm lên đây được một cách thoải mái theo về chiều dài. Chiều cao là 1m2 và chiều rộng là 93. Còn ở đây đi rồi cho quý anh chị xem khoảng trống này, cái khoảng trống ở giữa ở đây là còn lại là 69 phân nha quý anh chị nhé. 69 phân thì đây là một trong những cái mẫu ghế dây có thể nói là lớn nhất rồi. Đấy, lớn nhất tại Mộc Nam Huy cũng như ở trên thị trường. Đấy, 69 chúng ta cho là 70. Đấy, một người kể cả có nặng cỡ 70-80 kg thì quý anh chị ngồi trên đây vẫn rất là thoải mái. Vâng, và sau 1 năm sử dụng thì phải nói là đánh giá Mộc Nam Huy tự đánh giá sản phẩm này còn rất là tốt quý anh chị nhé. Đấy, chỉ ngoài những cái vết chảy xước thông thường do cái quá trình sử dụng thì cái màu sắc của sản phẩm thì nó xuống theo cái màu tự nhiên. Đấy, quý chị nhé, nó đây là màu tự nhiên chứ không phải là cái gì hết. Chất liệu của cây gõ đỏ là tự động nó sẽ xuống màu theo thời gian. Còn đối với những sản phẩm gõ đỏ thì mới sơn ấy, thì quý chị nhìn thấy nó sẽ có cái màu vàng vàng như này. Đấy, màu nó vàng hơn. Đấy, như chiếc kệ dép là cũng vậy, quý chị nhìn nó vàng hơn này. Còn cái này là nó xuống màu nó ngả hơn, đỏ hơn một chút. Và đây là sản phẩm được Mộc Nam Huy đang bán với giá là 5,5 triệu quý anh chị nhé. Và những cái chiếc sản phẩm này thì được Mộc Nam Huy bán ra trên thị trường chắc cỡ phải tầm vài trăm cái. Vâng, thì nếu như quý anh chị có mua và sử dụng các cái sản phẩm này của Mộc Nam Huy, xin quý anh chị có thể để lại bình luận về cái sản phẩm này của quý anh chị sau 1 năm sử dụng như thế nào nhé. Chứ còn tại đây thì là sản phẩm trong lô đầu tiên, ở trong cái lô mẫu đầu tiên Mộc Nam Huy làm 10 cái thì Huy để 1 cái để sử dụng và để xem là cái sản phẩm này nó như thế nào. Và đây là theo cái
cái mà Mộc Nam Huy sử dụng. Còn đối với tất cả những chiếc mà đã được bán ra trên thị trường thì quý anh chị có thể để lại bình luận tại đây nhé. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị trong các video kế tiếp.